trí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần này và tuần tới, tại châu Á, châu Mỹ và một số khu vực khác, các đội tuyển quốc gia đang bước vào các cuộc đua tranh ở vòng loại để giành vé đi dự World Cup 2026 trong lượt trận thi đấu tháng 11. Còn trên sân cỏ châu Âu, giải Nations League đang bước vào giai đoạn cuối của vòng bảng với các cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Theo lịch thi đấu, các đội của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ bắt đầu vòng loại để chọn ra 16 suất đi dự World Cup 2026 từ tháng 3 năm tới đến cuối tháng 3 năm 2026 mới kết thúc. Châu Âu vào lúc này có Nations League, giải đấu hàng năm đã được tổ chức qua 4 kỳ với mục tiêu là để xác định đẳng cấp thứ hạng của 54 đội tuyển quốc gia thành viên UEFA. Nhưng đồng thời đây cũng là dịp để các đội cọ sát giao hữu, không bị bỏ trống trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Năm nay, Nations League là dịp lý tưởng để các đội bóng châu Âu chuẩn bị tích cực cho vòng loại World Cup 2026. Chính vì thế, giải đấu đã diễn ra hết sức sôi động khi bước vào những vòng đấu bảng cuối cùng ở các hạng vẫn được gọi là các league. Để hiểu rõ thêm về thể thức thi đấu, đã có một số cải tiến ở mùa giải này của Nations League 2024-2025. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay. Trước hết giải thích. Cái mùa giải 2024-2025 này đó, thì The Nations League đó, theo cái thứ tự là tuần thứ tư đó, kể từ năm 2018 đến nay đó, thì nó có một số cái thay đổi về cái thể thức thi đấu ở cái vòng knockout sẽ diễn ra vào tháng 3 của năm tới. Như vậy có nghĩa là The Nations League thì vẫn chia làm League A, League B, League C, League D. ABC thì đều có 16 đội ở mỗi league. Riêng League D thì chỉ có 6 đội thôi. Thì cái bốn cái sự thay đổi cơ bản của cái thể thức thi đấu là thế này. Ở League A đó, thì cái đội nào đứng thứ nhất và thứ nhì ở trong bảng sau khi mà đấu 6 trận rồi đó, thì sẽ vào đấu tứ kết bằng là hai cái lượt sân nhà, sân khách. Và cái đội nào thắng á, thì mới vào tranh chung kết 4 đội. Trước đây thì sau khi mà cái vòng bảng xong á, thì cái đội nào đứng đầu là coi như là vào tranh chung kết. Bây giờ thì lại có thêm một cái vòng tứ kết, có nghĩa là hai đội đứng nhất nhì, 4 đội thắng thì sẽ vào chung kết để xếp hạng. Các cái đội mà nó xếp thứ tư ở cái vòng bảng, kể cả League A, League B đó, thì nó sẽ tuột xuống chơi ở cái hạng dưới, có nghĩa là League A xuống League B, League B xuống League C. Hai cái đội mà có cái ranking mà thấp nhất trong số 4 cái vị trí của League C á, thì xuống hạng D. Còn cái đội mà đứng thứ 3 ở League A và đội đứng thứ 2 ở League B đó, thì cũng tương tự như vậy đó, là sẽ bắt thăm và cũng chơi là sân nhà, sân khách, playoff để tranh cái suất lên hạng. Có nghĩa là lại thêm một cái cuộc đấu để mà lên hạng xuống hạng trong cái League A, League B. Thì như vậy là những cái thể thức như vậy đó, thì nó làm cho các cái league mà thi đấu nó có những cái trận knockout và nó sôi nổi hơn. Và cái đó thì nó giúp cho cái chuyện tức là UEFA sẽ sàng lọc và chuẩn bị tốt cho cái vòng loại cho World Cup năm 2026 tới đây. Thưa ông, trong tuần và tuần tới sẽ diễn ra các loạt trận cuối cùng ở vòng bảng của các league khác nhau. Trật tự thứ hạng cũng đã bắt đầu hình thành. Ông có thể điểm qua một số diễn biến chính ở các bảng. Trước hết là ở League A. Cho đến giờ phút này đó thì chúng ta thấy rằng đã diễn ra các cái lượt gần như là gọi là cuối cùng trong cái tuần này đó. Như vậy là 6 cái lượt trận của cái vòng bảng gần như xong. Kết quả thì chúng ta thấy ở ở League A đó, thì A1 khả năng là đội Bồ Đào Nha và đội Croatia là hai cái đội đứng nhất và đứng nhì của cái bảng này. Ở bảng thứ hai của League A là gồm có 4 đội Ý, Pháp, Bỉ và Israel đó, thì khả năng là hai cái đội Ý và Pháp sẽ bước vào tranh tứ kết. Ở A3 có nghĩa là Đức, Hà Lan, Bosnia Herzegovina và Hungary đó, thì Đức và Hà Lan là hai đội đứng nhất nhì. Và ở cái bảng A4 tức là cuối cùng là Đan Mạch, Tây Ban Nha, Serbia và Thụy Sĩ, thì như vậy là Đan Mạch và Tây Ban Nha có khả năng là bước vào tranh tứ kết. Thì cái kết quả đó thì nó không bất ngờ,
là bởi vì ngay từ đầu người ta cũng đã dự báo rằng là ở The Nations League ấy, thì tám cái đội đó có khả năng ở từng bảng là bước vào trong tứ kết. Như vậy là cả cái League A này thì cái những cái bốn đội Ba Lan là một, các khả năng là đội Bỉ là hai, đội Hungary là ba, và đội Serbia hoặc là đội Thụy Sĩ ấy, sẽ là những cái đội mà có thể phải tranh cùng với loại đội nào đứng thứ nhì của cái League B để mà tranh lên hạng xuống hạng. Còn các cái đội như đội Scotland, đội Israel hay là đội Bosnia Herzegovina và có khả năng là hoặc là Thụy Sĩ hoặc là Serbia đó thì là có khả năng phải rớt xuống ở cái mùa tới, cái giải tới và ở cái League B. Tức là vì đã bốn đội đó là đứng đứng thứ tư. Thì như vậy có nghĩa là cái kết quả cho chúng ta thấy là cũng không có nhiều cái trận bất ngờ, mặc dù là có những cái trận đấu rất hay. Ở League A, đáng chú ý là đội tuyển Pháp dù vẫn chắc sất vào tứ kết nhưng có vẻ như Á quân thế giới đang trong giai đoạn biến động về lực lượng, có nhiều sa sút gây thất vọng cho người hâm mộ. Ông có thể lý giải về tình trạng này của đội tuyển Pháp như thế nào? Chúng ta thấy ở cái lượt trận thứ hai giữa Pháp với Italia đó thì đội Pháp đó lại thua đội Italia đến 1-3, thì cái đó cũng là một cái mà làm cho người hâm mộ là khá thất vọng khi mà đội Pháp lại thua cái đội Ý tỷ số cách biệt. Rồi gần đây nhất là ở lượt trận thứ năm thì mới diễn ra như vậy là đội Pháp lại cầm hòa với lại Israel trên sân nhà, thì cái đó điều đó là với tỷ số 0-0 thì cũng làm cái điều đáng thất vọng. Hiện tại đó thì nếu mà chúng ta nói huấn luyện viên mà gọi là kỳ cựu nhất cầm quân từ năm 2012 đến nay là Didier Deschamps, tới giờ phút này vẫn còn tại vị, trong có đi cái đội tuyển mà gọi là từng xỏ của thế giới như đội Anh đó, thì bây giờ ông Southgate rồi ông đã phải nhường lại cái vị trí huấn luyện viên trưởng cho một cái người khác là ông Lee Carkley rồi. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng là trước cái thềm của cái vòng loại World Cup này thì nhiều đội ở châu Âu người ta cũng đã phải thay đổi người cầm quân để có một cái nét mới trong cái đội tuyển, thì có khi đội Pháp nó cũng là một trong những nguyên nhân mà cái lực lượng cũng có những cái biến động và có những cái mà làm cho người hâm mộ của đội Pháp người ta cũng không hài lòng lắm. Còn ở League B, cuộc đua nâng hạng đang diễn ra sôi nổi. Tuyển Anh đang nỗ lực sửa chữa sai lầm ở mùa trước phải xuống thi đấu ở hạng B. Riêng đối với lại League B đó phải nói là đội Anh là cái đội mà gọi là có triển vọng có thể trở lại cái League A trong cái mùa giải tới, nằm trong cái bảng cùng với lại Hy Lạp với lại Ireland và Phần Lan, thì đội Anh cũng đang có 12 điểm sau 5 trận đấu, chỉ có thua một trận thôi, thì như vậy có nghĩa là cùng đang ngang ngửa số điểm với lại Hy Lạp, nhưng mà đội Anh sẽ đứng đầu bảng và trở lại thi đấu ở cái A mùa tới. Đối với lại cái League B đó thì bốn cái đội mà chúng ta nói có triển vọng để lên A trong cái mùa tới là đội Cộng hòa Séc, đội Anh, đội Áo hoặc là đội Na Uy cùng với là đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hiện tại là vẫn còn một hai lượt trận cuối cùng, cho nên là chúng ta vẫn cái điểm cũng có một cái vài chỗ so kè. Và như vậy tức là những cái trận đấu mà chúng ta nói là play-off vào cái tháng 3 tới theo cái thể thức mới á, thì nó sẽ là vô cùng thú vị và nó hấp dẫn bởi cái thể thức mới của UEFA và cái sự chuẩn bị ráo riết cho vòng loại World Cup ở cái khu vực châu Âu. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.